Hello, xin chào cả mọi người nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng cây đèn Movin hai đầu nha mọi người. Làm như thế nào để chỉnh về auto hoặc là cảm biến nhạc hoặc là chỉnh tốc độ, chỉnh âm thanh vào trong cây đèn nha mọi người. Thì hiện tại mình đang chỉnh về một cảm biến nhạc ở đây rồi. Giờ mọi người vào việc của mình luôn nha. Đầu tiên là anh em sẽ bấm menu này, bấm về mục SHND ở đây. Sau đó mọi người bấm Enter, bấm xuống phím mục Auto ở đây là đèn sẽ tự động chạy nhá. Còn cái phím Sound ở đây là đèn sẽ cảm biến nhạc. Cảm biến nhạc ở đây là có nhạc thì nó mới cảm biến. Cái này mục này là mọi người đều rõ hết rồi nhá. Mình sẽ chuyển mục Auto, sau đó mình bấm Enter lưu kênh lại nhá. Tiếp là mình sẽ bấm về cái mục Send ở đây. Sau đó mình sẽ bấm Enter. Ở đây là về cái cảm biến nhận âm thanh đi vào trong đèn. Thường thì mình sẽ chỉnh về mức 50 tới mức 80 nha mọi người. Đấy là cái tốc độ đẹp nhất. Như anh em nào mà tăng động thì mình có thể bấm lên 80. Còn anh em nào chầm chầm mình bấm 5, 60, 70 đều được nha mọi người. Sau đó mình bấm Enter lưu kênh. Mình bấm về mục ADDR. Rồi mình sẽ chờ hai xíu. Đèn sẽ lưu lại chế độ và sẽ tự quay. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi kênh bên mình nha. Berlay Shop chuyên cung cấp loa đèn phòng bay chính hãng. Anh em nào có mua đèn thì có thể tham khảo tại website đenbayphong.vn nha mọi người. Hoặc có thể sub kênh bên mình theo dõi trực tiếp. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Bye bye mọi người. Mãi yêu.